bệnh viện chật nè, bệnh viện Chợ Rẫy không có giường nằm nè, cấp bách nè, bệnh viện Bình Dân không có chỗ nằm nè, cấp bách nè, bệnh viện Nhi Đồng 2 nè, trẻ em không có giường nằm bệnh viện nè, trung tâm ung bú Sài Gòn, bệnh viện Nguyễn Học á, trung tâm ung bú á, trẻ em không có giường bệnh nằm, nằm ở dưới đất la liệt ở dưới gầm giường, đứa trên giường đứa dưới đất á, cái đó mới cấp bách, cần tới 8.000 cái chỗ để nằm cho bệnh nhân. Mày giả điên, cái đó mới là cấp bách đó. Bệnh viện Chợ Rẫy không có chỗ cho bệnh nhân nằm, nằm ở trong gầm giường, nằm ở dưới hành lang rồi xuống dưới cái dưới này văng cái liều lên, cái để 20-30 cái giường, cái trả người 2-3 ngàn gì đó, tối nằm ngủ như mấy con khỉ vậy đó, cái đó mới cấp bách đó. Cấp bách chỗ đó đó đó. Thử coi lúc đó người dân người ta có phản lại không, rồi mình xây bệnh viện 3.000 tỷ giá rẻ phục vụ, thử coi có chỗ cho người ta nằm thử coi. Cái đó nói riêng cái Sài Gòn thôi đó, cấp bách là như vậy đó. Mấy bà già vô á, không có tiền á, quý vị anh chị em chui vô bệnh viện thử coi, Chợ Rẫy thử coi, mấy bà già không có tiền biết ngủ đâu không, biết không? Hai cái giường á, cái phòng 5 giường đúng không, cái phòng nhỏ hồi xưa Chợ Rẫy 5 cái giường vậy ghép lại nằm 8 người, 5 cái giường là 5 cái giường rời, cái giường mà inox bệnh viện nhỏ nhỏ vậy nè, 5 cái giường ghép lại tầm 8 người, xong rồi thêm 3 người chui dưới gầm giường nữa, 12 người. Là cái bà mà nằm trên là bà bệnh nặng, cái bà nằm dưới là bà bệnh nhẹ nhẹ một chút, rồi chuyền nước biển vui lắm. Một cái chai ở trên kè, cái chai dưới này có anh dòm vô, ủa sao có người mà 2 chai, ủa sao có cái ống chuyền dưới đất nữa, cái dòm từ trên xuống dưới, ủa thôi có bà chui nằm dưới gầm giường chứ. Nói chuyện thiệt á, Quy nói thiệt. Bây giờ mấy anh chị em nào Quy nhớ hồi xưa có đưa cho Quy mấy cái tấm hình nè, Quy nói thiệt, đứng ở ngoài dòm vô á, ủa sao kỳ vậy, ủa đâu mà có 2-3 chai, ủa dòm sao kỳ vậy, đâu thấy cái ống sao chĩa xuống dưới đất, cái dòm xuống cái ống, có con bà nằm dưới gầm giường dưới á, đưa cái tay chuyện y như hài hết á, mà thiệt. Mình cái này mình nói thật sự thật á, chứ không phải là nói quý vị anh chị em biết. Còn mà mấy đứa con nít mà nằm bệnh viện mà đợi xạ trị ung thư đồ trong bệnh viện Nguyễn Văn Học á, trung tâm ung bú đó, cả đống nằm la liệt á, cái phòng 18 giường bệnh nó nằm 26 đứa. Bây giờ nó còn cái hành lang bệnh viện mà cái chỗ mà để mấy cái ghế mà cho hồi xưa mà mấy cái người thăm bệnh ngồi hả, mấy cái ghế đó là bữa nay người bệnh nằm hết luôn, mà không phải một người, cái người ngồi trên ghế, người dưới gầm ghế luôn kìa. Còn cái cầu thang, mấy cầu thang đi lên mà mấy cái chỗ mà cái cua, cầu thang bộ á, mấy cái cua, chỗ nào mà trống trống đặt cái chiếu được là quất cái đó luôn, ngủ luôn đó.